Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin hội chứng bi hài Donald Trump, hội chứng đám đông. Hiện tượng cuồng Trump và chủ nghĩa Trump sẽ tồn tại rất lâu ở trong lòng nước Mỹ, trên cả thế giới cũng như trong lòng người Việt Nam trong nước. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã đưa ra bài phân tích với tựa đề hội chứng bi hài Donald Trump, hội chứng đám đông nông nổi. Ông đã miêu tả như sau. Những ngày này vào Facebook thấy những lớp sóng người Việt lăn lộn gào thét gọi tên Trump trong nức nở yêu thương. Nhân dân Bắc Triều Tiên lăn lộn gào thét gọi tên Kim Jong-un, Thị Yun xuất hiện trước dân Triều Tiên. Đây là hình ảnh tại Washington DC vào hôm 14 tháng 11 đã có hàng nghìn người Mỹ xuống biểu tình bày tỏ ủng hộ Tổng thống Donald Trump thắng cử. Kinh ngạc là trong những tín đồ cuồng tín mê mẩn Donald Trump như dân đạo hồi cuồng tín mê mẩn Thánh Allah lại có khá nhiều tên tuổi tưởng là trí thức vì có bằng cấp, học vị cao ngất ngưỡng, có danh sang trọng, nhà nọ, nhà kia. Những người Việt cuồng Trump đều có một chung một ảo tưởng là Trump chống Hán Cộng, giúp Việt Nam thoát khỏi họa Bắc thuộc. Trump chống China Xi, cứu thế giới khỏi họa phát xít mới. Đảng Cộng sản Việt Nam ươn hèn núp bóng Hán Cộng để giữ ngôi vua của đảng vĩnh viễn tại cai trị Việt Nam thì đã có Trump đánh tan nơi núp bóng của cái đảng không còn vì dân, vì nước kia. Trump lớn lao, cao cả, tài giỏi, hiên ngang, khí phách, đại nghĩa, người hùng thời đại như vậy làm sao không say đắm, làm sao không gửi gắm niềm tin và hy vọng. Nhưng Trump có thực sự lớn lao, cao cả, đại nghĩa chống Hán Cộng cho Việt Nam hay không? Trump có thực sự tài giỏi, hiên ngang, tiêu diệt China Xi để cứu thế giới hay không? Trước thời Trump, các đời Tổng thống Mỹ nối tiếp đã cùng thế giới dân chủ tạo dựng một thế trận bao vây ngăn chặn độc tài Cộng sản, muốn trùm bóng độc tài khắp lên cả thế giới. Mỹ cùng các nước Tây Âu đã dựng lên lá chắn quân sự NATO, khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương để ngăn chặn mối đe dọa của khối quân sự Warsaw do nước Nga Xô Viết cầm đầu. Đất nước Trung Hoa mênh mông lọt vào tay Hán Cộng, có trong tay 1/4 dân số thế giới. Mao Trạch Đông liền gây sự với nước Nga Liên Xô bằng cuộc đấu tố Cộng sản Nga để giành quyền cầm đầu thế giới Cộng sản từ tay Cộng sản Nga. Thấy Hán Cộng chống Nga Xô, Tổng thống Mỹ Nixon và Cố vấn An ninh Henry Kissinger tưởng có thể dùng Hán Cộng kìm chân Nga Xô. Nước Mỹ thời Richard Nixon liền đổ vốn liếng chuyển giao công nghệ hiện đại giúp Hán Cộng có bước phát triển thần kỳ. Phát triển kinh tế tất yếu kéo theo sức mạnh về quân sự. Sức mạnh của Hán Cộng cùng sức mạnh của Mỹ sẽ ngăn chặn và chặn đứng tham vọng của nước Nga, Xô Viết. Đây là hình ảnh cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Tập Cận Bình khiến cả thế giới ấn tượng. Nhưng khi vừa lên ngôi nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, Tập Cận Bình liền công khai giáo diết thực hiện giấc mộng Trung Hoa của Mao Trạch Đông, giấc mộng thống trị thế giới, làm sống lại chủ nghĩa phát xít thời Đức Quốc xã, và Tập Cận Bình đã hiện nguyên hình là một hình ảnh Adolf Hitler thời China Xi. Trước nguy cơ chiến tranh từ khối quân sự Warsaw do nước Nga chủ trương, Mỹ và các nước Tây Âu đã dựng lá chắn NATO. Nhưng trước mối đe dọa của chủ nghĩa phát xít China Xi, nước Mỹ thời Barack Obama, Hillary Clinton đã thiết kế và dựng lên vành đai Thái Bình Dương, tập hợp 12 nước trong tổ chức với cái tên hiền lành, đơn thuần là kinh tế, hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, TPP, nhưng thực sự là lá chắn ngăn chặn hiểm họa China Xi ở phía đông. Donald Trump kế tiếp Barack Obama lãnh đạo nước Mỹ và việc đầu tiên Trump làm khi vào Nhà Trắng là vứt bỏ TPP, xóa bỏ vành đai kinh tế hòa bình và bao vây nguy cơ chiến tranh với China Xi, phá bỏ vành đai dân chủ, ngăn chặn độc tài Hán Cộng, mở đường Thái Bình Dương để tràn ra thế giới. Tiếp theo, Trump đã bậm trợn gây sự với các nước đồng minh Tây Âu, đòi các nước đồng minh Tây Âu phải đóng tiền nuôi quân đội Mỹ có mặt ở Tây Âu theo hiệp ước NATO. Nghĩ suy bằng lợi nhuận, không có tư duy chính trị, không có tầm chính trị quốc tế, Trump cho rằng NATO đã lỗi thời. Là nước lãnh đạo NATO, là lực lượng quân sự chủ yếu của NATO, nhưng Trump đã phá NATO bằng cách đòi rút ra khỏi NATO. Và dù chưa rời bỏ NATO, nhưng Trump hầu như bỏ mặc NATO, tạo ra sự rệu rã và suy yếu nghiêm trọng của lá chắn ngăn chặn tai họa độc tài Cộng sản ở châu Âu. Đây là hình ảnh đe dọa từ bỏ NATO là điều chưa từng có Tổng thống Mỹ nào làm như Donald Trump. Chính trị Mỹ đã chi phối chính trị cả thế giới, vì dù vậy chỉ là chính khách cấp nghị sĩ,
cấp thống đốc bang, cấp trợ lý bộ trưởng cũng phải là có tầm nhìn ra thế giới, có tư duy nhân loại. Là Tổng thống Mỹ nhưng Donald Trump không có tầm nhìn đó, không có tư duy, và đó là Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi hàng loạt hiệp định và tổ chức quốc tế. Những hiệp định và tổ chức quốc tế mà Mỹ có vai trò rất lớn, rất quan trọng cho sự tồn tại và sự hoạt động hiệu quả, lành mạnh, Trump cũng bỏ mặc, rút người về, bớt được khoản tiền lớn, phung phí ra thế giới. Trump cũng rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, rút Mỹ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nơi nào vai trò của Mỹ bỏ trống, Hán Cộng liền thay thế. 4 năm làm Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã giúp Hán Cộng vươn lên chùm bóng Chinasi chi phối, lôi kéo cả thế giới vào ảnh hưởng của Hán Cộng, giúp Bắc Kinh có vị thế quyết định đời sống thế giới. Donald Trump cũng hùng hổ đánh thế hàng hóa của Hán Cộng, tưởng làm cân bằng lại cán cân thương mại của Mỹ-Trung, nhưng thực ra Trump đã đánh cú đòn nổ đom đóm mắt người dân Mỹ. Và từ khi Nixon bắc cây cầu vượt Thái Bình Dương, nối Trung Hoa với nước Mỹ và biến Trung Hoa thành công xưởng thế giới, hàng hóa của Hán Cộng đã độc chiếm thị trường Mỹ. Đây là hình ảnh quang cảnh xây bệnh viện dã chiến hàng ngàn giường bệnh chỉ trong một tuần ở Vũ Hán khi dịch cúm corona bùng phát. Tuy nhiên, sau khi dịch cúm dừng lại ở Trung Quốc, thì cả thế giới rơi vào vòng xoáy nhiễm dịch và nước Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 1 triệu người nhiễm và 250.000 người đã chết. Chẳng cân nhắc, chẳng lo liệu, tìm nguồn thay thế hàng Hán Cộng, chỉ là chú ngựa non chính trị háu đá, Trump đã hung hăng tung cú đá, tăng thuế đột ngột, đánh vào hàng hóa Cộng, làm cho hàng hóa Cộng tăng giá đột ngột và dân Mỹ cũng bị đột ngột thủng túi vì nguồn hàng duy nhất ở thị trường Mỹ bỗng tăng giá lên cao ngất ngưởng. Ít hơn Donald Trump gần chục tuổi nhưng là cáo giả chính trị, Tập Cận Bình thì ung dung mỉm cười nhìn Donald Trump đã ngoài 70, tổng thống của nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới nhưng chỉ là chú ngựa non chính trị. Sau cú đá tăng thuế đè chân, giờ ngựa non Trump lại phải năn nỉ cáo giả Tập mua hàng nông sản cho Mỹ để Trump đỡ thủng túi vốn chính trị khi bước vào kỳ bầu cử năm 2020. Tập ra ơn ký mua cho Trump vài tỷ đô la hàng nông sản Mỹ để càng trói Trump vào thị trường tỷ rưỡi miệng ăn, tỷ rưỡi người suốt ngày say mê xào nấu. Đó là buôn bán công khai giữa hai nước lớn bên hai bờ Thái Bình Dương. Kinh doanh nhà nước, Trump chỉ làm hại cho nước Mỹ và làm lợi cho Hán Cộng. Còn buôn bán ngầm của riêng Trump và con gái Ivanka của Trump, thì Trump và con gái đã kiếm bộn tiền từ thị trường tỷ rưỡi người dân Hán Cộng. Ivanka kinh doanh 41 mặt hàng ở thị trường Trung Hoa và Trump có tới 3 tài khoản ngân hàng bí mật tại đất nước của cáo giả Tập Cảnh Bình. Đây là hình ảnh Ivanka, cô con gái ruột của Tổng thống Donald Trump với cựu người mẫu Ivanka Trump. Trong 3 năm, Trump đã đóng góp cho ngân sách nhà nước Hán Cộng 180.000 đô la tiền thuế, gấp 84 lần tiền thuế Trump đóng cho nước Mỹ. Nhắc lại vài điều để những tín đồ cùng Trump thấy Trump không hề đánh Hán Cộng, không làm Hán Cộng mảy may suy yếu mà chỉ mang lại lợi ích khổng lồ cho Hán Cộng, giúp Hán Cộng chùm bóng ra thế giới. Ảo tưởng Trump chống Hán Cộng, làm cho Hán Cộng suy yếu có lợi cho Việt Nam là một ảo tưởng bi hài, tạo ra hội chứng Donald Trump bi hài. Hội chứng bi hài Donald Trump, hội chứng đám đông nông nổi. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã nêu lên quan điểm của mình như vậy. Còn từ Đà Lạt, tiến sĩ Hà Sĩ Phu cũng đưa ra quan điểm riêng với góc nhìn khá trung dung, không về phe nào. Nội dung ông chia sẻ như sau. Cuộc tranh luận về Donald Trump và Biden không phải là tranh luận về hai con người hay tranh luận về nước Mỹ, mà là nhận thức toàn cục về vận mệnh của thế giới loài người trước một thử thách, một bước ngoặt vô cùng hệ trọng. Thế giới còn giữ được đà văn minh như đã và đang có, hay trật tự thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn dưới sự bao trùm của đế quốc Cộng sản Đại Hán. Và sau đó, lá cờ Trung Quốc sẽ không phải là một lá cờ và 4 sao nhỏ nữa, mà sẽ có hàng trăm ngôi sao nhỏ, nhiều hơn sao của cả lá cờ Hoa Kỳ. Chủ nghĩa Đại Hán giống như chủ nghĩa Cộng sản ở chỗ vừa có lý thuyết đẹp đẽ, nhưng vừa có cương lĩnh trị dân quyết liệt. Tất cả những chiến thuật cực ác đều được bọc bằng cái vỏ cực thiện. Toàn bộ những thành quả của văn minh và đạo đức thế giới như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, trào lưu toàn cầu hóa, chung sống hòa bình v.v. đều bị Hán Cộng lợi dụng và đồng hóa để phát triển thành một quái vật khổng lồ. Đây là hình ảnh tân Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, người Trung Quốc Khuất Đông Ngọc đã được bầu lên vào ngày 23 tháng 6 năm 2019 tại Roma, Ý. Bước thanh toán toàn bộ thế giới của Hán Cộng đã đến tiến hành xong những bước chuẩn bị rất quan trọng.
những pháo đài của dân chủ và văn minh như châu Âu, Hoa Kỳ, Bill Gates đã bị Đại Hán luồn vào, làm cho biến tính, trở thành những con ngựa thành Troy, sẵn sàng phục vụ Đại Hán khi nó nổ súng tấn công. Vậy chiến lược toàn cầu là phải phá tan cái thế cài răng lược quỷ quái ấy, phá tan cái trật tự thế giới mà Đại Hán đã dày công xây đắp hàng mấy chục năm nay để cai trị toàn cầu. Và cuộc bầu cử ở Mỹ lần này không phải cho riêng nước Mỹ mà gắn liền với vận mệnh thế giới. Vì thế, không phải tự nhiên mà toàn thế giới quan tâm. Như một phép màu của tạo hóa, trước nguy cơ sinh tử hay tự nhiên đã sinh ra cái lão trí phèo Donald Trump để phá vỡ cái thế sắp đặt gần xong. Tất cả những cách làm nhân ái, đạo đức, văn minh, hợp lòng người như ta tưởng là tốt đẹp, thực ra là để tiếp sức cho con quái vật ấy hồi sinh và trưởng thành. Bất cứ nhân vật nào hành động khác Trump cũng sẽ giúp Tàu Cộng tiếp tục mưu đồ, chứ huống chi Biden và những người đã bị Đại Hán khống chế, nắm trong tổng tay. Với những nhân vật chính trị ở tầm vĩ mô thì hiệu quả dẫn đường, tạo thế mới là quan trọng. Còn mọi tính cách cá nhân, kể cả đạo đức, tư cách hay gì đó nữa cũng là chuyện nên bỏ qua. Tôi chỉ biết nói kiểu duy tâm thế này. Không phải con người ngang ngạnh Donald Trump muốn phá cách trong ứng xử cho thỏa ý chí cá nhân, mà trời sinh ra một phong cách lộn ngược ấy đặt vào tay một nhân vật vốn không phải là chính khách để phá tan cái trật tự diệt vong mà toàn thế giới đang rình rập bước vào với tất cả sự hồn nhiên. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020 với bản tin Hội chứng bia hài Donald Trump, hội chứng đám đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.